Đối với cái lưỡi á, thì chúng ta có thể chủ động ngậm. Hình như có hai cái à, còn như mở tan quát chứ. Các cửa à, quý vị thấy không? Mắt mình á, nhắm, không nhìn. Không nhìn thì đâu có tâm. Tại vì tâm sanh cảnh, cảnh sanh tâm. Tức là tâm là cái nhận biết cảnh. Tâm á là citta, citta trong tiếng Pali á. Tâm á là citta. Citta là cái nhận biết cảnh. Tâm là nhận biết cảnh, nên không có cảnh không có tâm. Quý vị, nên không có cảnh không có tâm. Giờ đó không có cảnh, bây giờ cảnh mắt là cảnh gì? Là cảnh sắc. Lối cảnh mắt là cảnh sắc. Giờ đó có ba cái để hạn chế cảnh sắc. Quý vị, có ba cái hạn chế cảnh sắc. Cái thứ nhất á, không nhìn, nhắm mắt. Cái thứ hai, lắc ngang bên, không thèm nhìn. Quý vị, cái thứ ba nữa quý vị là trốn chánh duyên. Chánh duyên người ta gọi là trốn, phải không? Biết gặp cái ông này là trào máu họng mà. Nên dứt phát, bữa đó biết ông đó đi ngang đó, dứt phát không gặp. Thấy chưa? Nhưng mà người ta ngu lắm, con người ta mình ngu lắm quý vị. Biết mà tin nhắn mà ông chồng nhắn cho vợ bé đó, mình ra xem á là mình lộn ruột, mình có thể chở bệnh viện hoặc là lên máu chết tại chỗ. Vì mà ông chồng vô toilet cũng ráng lấy mà xem, nó đã đọc cái chỗ đó đó. Có người mình nó ngu, mình gọi ngu thâm căn cứu đế. Mình biết cái đó là nó học máu, nó trào máu, nó ứa gan, nó lộn ruột, vậy mà cũng lạ mà. Quý vị, nó khổ là khổ chỗ đó đó. Tại sao như vậy quý vị? Tại sao như vậy? Do yếu hèn chẳng cưỡng được tâm, hôm nay mới gặp sai lầm, thành tâm sám hối mà muôn năm hận hoài. Nên chúng ta học thiền thì bất sanh na, chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật, nhưng mà chúng sanh nào phải có một cái chữ, gọi là chữ này nè, mắt gá. Mắt gá ở trong tiếng Pali á gọi là đạo đế, đạo đế có nghĩa là cái người biết được cái phương pháp tu hành. Mà cái người biết được phương pháp tu hành thì bắt buộc cái người đó phải có nhận thức. Mà thức là gì? Thức là cái biết. Do đó mà cái người đó phải biết cái con đường tu tập. Nên trong 6 cái loài chúng sanh ở các cảnh giới đó, thì người ta thống kê lại chỉ có con người và chư thiên là có khả năng này thôi. Còn các loài khác không có khả năng này. Ở trong cái kiếp đó không có khả năng này. Do đó các loài khác bó tay. Nên chỉ có con người và chư thiên là có khả năng tu tập thành đạo quả ở trong kiếp này. Còn tất cả các loài khác ở cảnh giới khác làm không có được. Do đó mà ai may mắn sanh ra được làm người, hoặc may mắn sanh ra được làm trời, đó là cả một sự may mắn trong kiếp luân hồi. Một mai mà mình sanh ra được làm người, một mai mà sanh ra được làm trời, là hai cái nơi mà gọi là rất là may mắn. Nhưng nếu làm người làm trời không gặp được Phật pháp tu hành thì không có gì xui bằng. Không thật đó chứ. Tức nếu ta làm người làm trời nhưng mà không biết được Phật pháp tu thì không có gì gọi là xui bằng nữa cả. Nên là ví dụ như làm súc sanh thì không gặp Phật pháp tu thì bình thường. Nhưng mà làm người có khả năng tu thành thánh mà lại không có gặp Phật pháp tu, đó là một cái rất xui luôn. Nên ai mà làm người mà
biết được Phật pháp, tức là có học giáo lý chánh pháp của Phật cơ quý vị, người đó là một cái người hên á, quý vị, một cái người hên. Đã hên, duyên đã đủ rồi, chỉ còn thiếu có một chữ nữa à, phá phá nà. Chữ phá phá nà. Phá nà. Tức là còn có thiếu cái chữ tu nữa hết á. Quý vị. Còn thiếu chữ này, nhưng mà ngặt có cái chữ này mới đắt mà. Nó ngặt cái chữ đó đó, chứ không phải chữ học đắt mà chữ tu mới đắt. Chứ không phải chữ học đắt. Có nhiều người á cứ ngỡ là học là đắt, không, tu nó mới đắt. Nên tất cả nó nằm ở chữ này, chữ Pháp-a-na, tức là cái chữ tu tập, có sự hành trì. Cái này là sự có hành trì. Mà cái người hành trì thì phải biết con đường mắt gá, tức là phải có biết đường đạo mới hành trì được. Nên có nhiều người hành trì mà không biết, nên gọi là tu trong mê, mà tu trong mê đâu có đạt được. Còn tu mê với mê tu hai cái khác nhau nha. Tu mê với cái mê tu, mê tu là gì? Mê tu là ta ham tu. Mê tu tức là người này ham tu. Còn tu mê là tu mà không biết đường. Biết đường tức là mê tu là người ta thích tu. Còn tu mê là không có biết đạo mà tu. Nghĩa là thấy người ta tu làm sao tu đại vậy. Thấy người ta niệm Phật nhảy vô niệm Phật, thấy người ta ngồi thiền nhảy vô ngồi thiền, thấy người ta tụng kinh nhảy vô tụng kinh thôi. Đó gọi là tu mê. Còn cái người này là ham tu thôi, chứ còn chưa nói tới đúng sai gì hết á. Mà họ có cái tâm á, họ ham tu. Thấy lúc nào á, ở đâu dạy đạo hay là lớp giáo lý nào hay là tụng kinh gì, họ không tới chứ nha. Đó là cái này là mang tính chất tinh thần, tức là ham tu. Người này thích tu, ham tu. Còn biết nẻo biết đường hay không cũng tùy duyên. Nhưng còn cái này là tu mê, tức là mình đang tu mà không có biết đạo lý để tu, chỉ có tu đại thế đó. Tức là thấy người ta sao thì mình làm vậy thôi. Bữa nay á, chúng ta học cái bài thủ hộ sáu căn. Thủ hộ thủ hộ sáu căn. Thủ hộ sáu căn. Chúng ta thủ hộ sáu căn. Quý vị còn nhớ á, một cái bài á, là trình tự tu tập. Trình tự tu tập có nghĩa là mình vô tu bắt đầu từ cái nào, chứ không phải là có nhiều người không biết trình tự tu tập á quý vị. Bắt đầu họ vô tu cái họ ngồi thiền liền, tức là hồi ngồi 2, 3, 4, 5 tiếng đồng hồ đó. Có nhiều người nói là thầy con ngồi 4 tiếng, thầy con ngồi 5 tiếng, mình cười thôi, không nói gì. Nhưng mà hỏi tu nào đây, con mới quy y à, con mới tu à, dần dần cái tu đầu tiên á, là cái giới đầu tiên, giới mà là học giới. Cái đầu tiên á gọi là học giới. Cái người đầu tiên mà vô tu á là người đó học giới. Học giới có nghĩa là mình phải biết các khía cạnh về giới. Tại vì giới là nền tảng, tất cả bông hoa đẹp đều nở ở trong giới, tất cả phước báo đều nở ở trong thiện, tất cả các cái quả chứng đều chứng ở trong thiện. Nhớ nha, chứng ở trong thiện, quả chứng á, quả chứng là ở trong thiện. Ở trong thiện mà làm cái gì để có thiện, là giới. Ở đâu thiện ở đó, có giới ở đâu là có thiện ở đó. Và tất cả các quả chứng á, thì đều nằm ở trong thiện. Nên chúng ta phải học giới là gì đó. Rồi học giới mới tới á, là thủ hộ căn nè. Đây nè, thủ hộ căn. Rồi mới á, là tiết độ ăn uống. Tiết độ ăn uống. Rồi mới tới á, là giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch. Rồi á, mới tới á, là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Rồi tới thứ sáu á, là thiền định. Thiền định. Thứ bảy á, là tu từ tâm. Tu từ tâm. Như vậy thì cái đầu tiên là tâm học giới. Nên cái người tu á,
phải tựa vào ở trong giới. Nhưng mà giữ giới á, quý vị, thì mình phải học giới để là chúng ta lấy giới làm được cái môi trường. Giới tức là thiện lành, tức là thiện lành cái gì? À, cái nào thiện, cái nào lành. Có nghĩa là con người ta có ba phần: phần thân, phần khẩu và phần ý. Thân này là gì? Thân là hành động của thân. Thân là hành động của thân. Khẩu là gì? Khẩu là lời nói của miệng. Lời nói của miệng. Ý là gì? Là chủ ý của tâm. Quý vị phải hiểu thân khẩu ý nó là cái này nè. Quý vị, chứ không phải thân là cái tấm thân của mình. Thân là hành động của thân. Quý vị, thân tức là hành động của thân. Khẩu là lời nói của cái miệng, chứ không phải khẩu là cái miệng. Dù người ta nói là khẩu nghiệp, thực ra cái miệng nó không có nghiệp. Cái miệng là cái quả của cái nhân gieo, nó thành miệng mình. Nên cái lời nói của cái miệng nó mới là cái quan trọng ở đây nè. Là lời nói của cái miệng. Rồi ý, ý không phải là một cái ý nghĩ, mà ý đây là chủ ý của tâm. Bây giờ ví dụ nè. Bây giờ ví dụ, ông nói cái lời đó với cái chủ ý gì? Hiểu chưa? Ông làm đó với chủ ý gì? Bây giờ ví dụ, ôi sao chị cấp này chị đẹp quá, bắt đầu nói một lời nói. Nhưng cái quan trọng lời nói đó chủ ý gì trong tâm? Ví dụ lời nói đó nói ra để lấy lòng người ta, để mình lợi dụng một cái gì đó. Hoặc là mình cũng là khen người ta, nhưng mà tại vì thấy người ta buồn quá mình khen để cho người ta vui, là chủ ý muốn giúp cho người ta. Hiểu không? Rồi là bây giờ hai người đi vào, mình nhìn người này mình khen một người kia không đối hoài gì tới hết, là mình muốn xỉa vào người kia đó, ta khen cái này cho mày tức trào máu họng này con. Nha, hiểu không? Tức là cái chủ ý á, cái chủ ý bên trong đó là ý nghiệp là vậy đó. Ý nghiệp là cái chủ ý của tâm. Chứ không phải ý nghiệp là cái ý mình khởi lên. Mình cứ nghĩ là mình khởi lên một niệm, đó là ý nghiệp, là không phải. Mà ý nghiệp là chủ ý của tâm mới tạo nên cái nghiệp ý. Và cái khẩu là cái lời nói. Khi mà chúng ta nói ra, nó tác động với cái đối tượng nhận thức. Chúng ta chỉ nói thiện ác với cái loài có nhận thức mà thôi. Còn trước cái cục đá, mày là đồ ngu nghe đá, mày là xấu xa nghe đá, không có thiện ác gì trơn á quý vị. Hiểu không? Nhưng mà lúc mà thiện ác là bắt đầu lời nói mình ra với loài chúng sanh hữu tình. Mà loài chúng sanh nhận thức chừng nào thì loài đó nó cắn lưỡi nhiều chừng đó. Hiểu chưa? Bây giờ con chó nó không có nhận thức được nhiều, nó nhận thức được nhưng nó ít. Ở đây mình nói là con chó mày xấu xa, sao mày xấu, mày ngu như chó rồi ha. Mình chửi nó. Có gì nó tỉnh bơ à. Tại vì câu chửi của mình tuy nó rất là nặng, chủ ý mình rất là xấu, nhưng mà con chó nó không hiểu. Quý vị, nên chúng ta cái ý nghiệp phía bên trong thôi, còn cái khẩu nghiệp lúc đó quý vị nó nhẹ, tại vì người ta chưa cắn lưỡi nhảy lầu. Hiểu chưa? Còn mà mình nói ra ta cắn lưỡi nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy cống rồi đó, thì lúc đó nó mới nặng đó. Tức là mình làm đau khổ cho chúng sanh. Nên cái lời nói hành động thì làm đau khổ cho chúng sanh, còn chủ ý làm đau khổ cho chính mình. Cái chủ ý đó nó làm đau khổ cho chính mình. Quý vị, ví dụ như chủ ý ác thì nó phải xuất phát từ tâm ác. Tâm ác, chủ ý ác, sau khi chết đi cái đó nó không tan. Nó như cục đá vậy đó, nó làm chìm mình xuống dưới đáy địa ngục ở dưới á. Mà xuống địa ngục sướng hay vui? Vui hay sướng? Khổ, phải không? Như vậy á thì là hại ai? Hại mình, phải không? Vì chủ ý xấu hại mình, lời nói xấu và hành động xấu hại người ta. Phải không? Đó, chúng ta là trên thân, trên khẩu, trên ý, tức là nó sẽ tác động tạo nên cái nghiệp, tạo nên nghiệp. Như vậy thì chủ ý nó xuất phát từ đâu? Chủ ý nó xuất phát từ tâm, là chích tá. Chủ ý nó xuất phát từ tâm.
Chính tác là tâm. Chủ ý nó xuất phát từ tâm. Như vậy thì cái chủ ý này nó xuất phát từ tâm. Mà tâm nó xuất phát từ đâu? Chủ ý này ha, nó xuất phát xuất phát từ tâm. Mà tâm nó xuất phát từ đâu? Tâm xuất phát tâm xuất phát từ cảm thọ. Tâm xuất phát từ cảm thọ. Cảm thọ xuất phát từ đâu? Cảm thọ xuất phát từ xúc. Cảm thọ xuất phát từ xúc. Xúc xuất phát từ đâu? Xúc xuất phát từ thức. Xúc xuất phát từ thức. Xúc nó xuất phát từ thức. Thức xuất phát từ đâu? Thức xuất phát từ căn. Tiếp xúc với trần. Căn tiếp xúc với trần. Từ căn tiếp xúc với trần. Như vậy căn tiếp xúc với trần có nghĩa là gì? Căn là gì? Căn là cái bộ phận để nhận diện. Căn là bộ phận để nhận diện trần. Căn là cái bộ phận để nhận diện trần. Thì cái căn nhận diện trần, như vậy trần nhiều chừng nào thì căn nhận diện nhiều chừng đó. Mà căn nhận diện nhiều chừng nào thì xúc nó nhiều chừng đó. Mà xúc nhiều chừng nào á thì cảm thọ nhiều chừng đó. Cảm thọ nhiều chừng nào á thì tâm nhiều chừng đó. Mà tâm nhiều chừng nào nghiệp nhiều chừng đó. Mà nghiệp nhiều chừng nào thì đọa sâu chừng đó. Như vậy thì mình tu á là muốn giải thoát đó. Tu muốn giải thoát ra khỏi những đau khổ, đúng không? Như vậy thì bắt đầu từ ông nào? Ông căn với trần. Như vậy thì trần á, quý vị, trần nó là tồn tại độc lập, khách quan, biện chứng với tất cả các loài chúng sanh. Trần nó tồn tại độc lập, khách quan, biện chứng với các loài chúng sanh. Không có mình thì núi đôi vẫn là núi đôi của vũ cao á. Mà có mình á thì núi đôi vẫn là núi đôi. Không có mình núi đôi vẫn là núi đôi. Có nghĩa là nó tồn tại độc lập, khách quan đối với mình, đúng chưa? Chứ không phải là núi dẫn đôi mà ảnh mất em, hiểu không? Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy trần thì nó khách quan, nhưng mà căn nó chủ quan. Căn nó chủ quan. Chủ quan nghĩa là gì? Muốn nhìn hay không là tôi muốn nhìn, rồi tôi không muốn nhìn là tôi không nhìn, hiểu không? Nó chủ quan. Chủ quan tức là theo cái ý muốn của mình. Ví dụ như mình muốn nhìn á thì tôi mở mắt ra nhìn, không muốn nhìn tôi lắc ngang bên, không muốn nhìn tôi nhắm mắt lại. Bây giờ chổi con mắt tôi cũng không nhìn nữa đó, hiểu không? Như vậy thì trần là khách quan, mà căn á là chủ quan. Nà, do đó chủ quan là mình có thể điều khiển được nó, đúng chưa? Còn trần mình không có điều khiển được nó, mà căn mình có thể điều khiển được nó. Như vậy điều khiển được nó để cho lợi ích nhất, để cho hạnh phúc nhất, để cho an vui nhất, để cho đường đạo thanh cao nhất, để cho được đắc đạo luôn, đó là thủ hộ căn. Đó là khái niệm về thủ hộ căn, có nghĩa đó. Nãy chúng ta nói về khái niệm thủ hộ căn đó. Quý vị chứ đừng có nói dẫn chơi cái thủ hộ căn nghe. Quý vị đừng có nói dẫn chơi với cái thủ hộ căn. Mình dẫn với nó không có được đâu. Mình đến là trời ơi, có mắt tôi nhìn đó, hiểu chưa? Vậy thì con người ta có mấy cái căn. Con người ta có 6 cái căn, hiểu chưa? Nhưng mà tu thủ hộ căn á thì chỉ cần thủ hộ 5 căn hả? Còn căn thứ 6 nó phụ thuộc vào 5 mấy căn kia. Quý vị, căn thứ 6 nó phụ thuộc vào 5 mấy căn kia. Mình nói 6 căn chứ là mình là thủ hộ 5 căn. Tại vì 5 căn đó sanh ra 5 thức, 5 thức nó mới cảm thọ mới sanh ý căn. Ý căn á mới sanh ý thức. Do đó mà thủ hộ 5 căn đầu thì cái căn ý sau đó nó sẽ khuất phục theo. Tuy là nó mạnh hơn nhưng nó khuất phục theo. Như vậy đó thì chúng ta có 6 căn. Chúng ta có 6 căn.
Nãy giờ chúng ta khái niệm, mình biết về khái niệm thủ hộ căn tại sao đó. Thủ hộ căn đó ha. Cái thứ hai, các tâm thiện ác xuất phát từ căn. Các tâm thiện ác xuất phát từ căn. Chúng ta có năm cái tâm thiện vô nhân và năm cái tâm ác vô nhân xuất phát từ căn. Năm tâm thiện vô nhân. Thiện á là trong tiếng Pali gọi là cú xá lá, cú xá lá. Tâm thiện vô nhân, và có vô nhân á là á hê tú, á hê tú là vô nhân. Và năm cái tâm ác vô nhân. Vô nhân là gì? Là nó không có nhân á, là nó không có cái nhân để tạo ra cái gì hết. Có nó mà nó không có làm nhân để tạo ra cái gì hết, gọi là vô nhân, tại vì nó là tâm quả. Quý vị, nó gọi nó là tâm quả, thiện vô nhân, tâm quả nhân, nên nó gọi là tâm quả. Nên nó gọi là tâm quả. Như vậy thì có năm cái căn, chúng ta có năm cái căn nha. Bây giờ đó năm căn, căn mắt. Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Ai biết căn mắt gọi là gì? Là nhãn căn, phải không? Rồi căn tai gọi là gì? Mình đọc lên á cho nó quen. Nhĩ căn. Rồi căn mũi là gì? Tỷ căn. Rồi căn lưỡi là gì? Thiệt căn. Căn thân là thân căn. Thân căn. Như vậy còn cái nữa là căn ý. Căn ý gọi là ý căn. Thấy không? Căn ý gọi là ý căn. Căn mắt á gọi là chắc khú. Căn tai gọi là sô tát. Căn mắt gọi là chắc khú. Chắc khú. Căn tai gọi là sô tát. Sô tát là căn tai. Căn mắt, tai, mũi á gọi là căn mũi gọi là gì? Nhớ không? Căn mũi là gì? Gách gì? Căn mũi á, ai còn nhớ không? Gách thá. Gách thá là mũi á. Gách thá là mũi. Chích tha là lưỡi. Chích tha là lưỡi. Thân á là ca giác. Còn ý á là má nụ. Má nụ là ý. Như vậy á thì căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt á là chắc khú. Quý vị đọc là chắc khú. Sô tá. Sô tá. Sô kéo dài làm hai, tá có một mà. Sô tá. Gát thá. Gát thá. Chích hà. Ca giá. Ca kéo gấp hai. Ca giá. Ca giá. Má nù. Nô gấp hai, má có một hả? Má nô. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt á, thì nó nhìn cái sắc á, là rupa. Rupa gọi là sắc á. Cái này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là mắt á, thì nó nhìn sắc. Lỗ tai á, thì nó nghe âm thanh. Sắc đá. Âm thanh á, là sắc đá.
cái mũi á, thì nó ngửi mùi hương à, đó. Mũi á, thì ngửi mùi hương à, là kha đó. Rồi cái lưỡi á, thì nếm cái vị là ra sắc à, ra sắc à, ra sắc à, là cái vị à, thân á, là xúc à, phốt thập bát phốt thập bát Phật tập bác. Còn cái ý á, thì là pháp à, pháp á, là thầm mát. Cái này là sắc, cái này là thanh, cái này là hương, cái này là vị, cái này là xúc, cái này là pháp à. Quý vị đọc cái rupa. Rupa sát đá khò đá khò nó chữ kha mà kha trong cổ họng á kho à à sần khăn sần khăn là tăng á à sần khăn sa gan nang ga cha mi là quy y tăng á à, sần khăn chữ khăn á à, tức là chữ g à, với chữ h á là chữ g khô à, là đọc thành khờ khờ mà trong cổ họng á à, khờ na ra sa pha tập pa pha tập pa thầm ma thầm ma à, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đây là chữ Magadhi Pali mà Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp là cái âm vậy đó. Hồi xưa nay âm không thay đổi, Đức Phật vẫn nói cái âm như vậy. Cái âm là phát âm ra y như vậy, nhưng mà chữ là khác nhau à, chữ khác nhau. Pali không có chữ. Cái tiếng Magadhi của Phật thuyết pháp không có chữ. Đến nước nào ta lấy chữ nước đó để ta nói lên cái âm đó. Nên đó, ngày hôm nay ta mượn cái chữ Latin tức là La Mã. La Mã là nước gì? Nước con chữ một hả? À, ý. Nên mai mốt với quý vị, quý vị làm gì làm chứ quý vị đừng có để nước ý ở trong tâm. Làm gì làm bậy ý là biết làm bậy rồi đó, hiểu không? Làm gì làm bậy cái ý là biết làm bậy rồi đó. Nên ai một mỗi khi cái ý rồi là không biết làm bậy rồi, hiểu không? Nên mai mốt làm gì làm đừng có nhớ nước ý, là đừng làm bậy đó. Như vậy á quý vị, con mắt mình á, tức là căn mắt á, thì căn mắt á, con mắt mình á, thì nó có hai cái chế độ của con mắt, mở và nhắm, đúng không? Mở và nhắm. Con mắt mình có hai chế độ, mở và nhắm. Lỗ tai chỉ có một chế độ thôi, mở. Lỗ tai không có nhắm được cái lỗ tai, hiểu chưa? Rồi á, cái lỗ mũi mình á, cũng có một chế độ là mở. À, rồi á, cái lưỡi mình á, có hai cái chế độ à, chế độ đóng và mở. Đóng là ngậm miệng lại đó à, mở là hả ra đút kẹo vô, còn ngậm lại sao đút, hiểu không? Rồi á, cái thân của mình á, cũng mở luôn à, thân mình mở, thân mình đâu có đóng đâu à, thân mình mở. Tuy là mình mặc áo nhưng mà nhiệt độ nó vẫn dính vô thân à, không thể nào đóng lại cái nhiệt độ cho vô được. Nhưng cái miệng mình ngậm lại không cho cái đồ ăn vô được, hiểu chưa? Còn cái ý à, quý ý mở tan quát cái kêu bằng mở mà mở tan quát à, mở tan quát. Cái này là không biết cái từ tan quát đúng không nữa, từ điển nó có không nữa nha à, tức là mở mà mở tan quát, cái ý mà mở tan quát. Như vậy thì khi căng á mà tiếp xúc với trần à, khi căng tiếp xúc với trần thì đối với con mắt á thì chúng ta có thể chủ động nhắm à, đối với cái lưỡi á, thì chúng ta có thể chủ động ngậm à, hình như có hai cái à, còn như mở tan quát chứ à, cá cửa à, quý vị thấy không? Mắt mình á nhắm không nhìn à, không nhìn thì đâu có tâm, tại cảnh sanh tâm. À, tức là tâm là cái nhận biết cảnh. Tâm á là citta, citta trong tiếng Pali á, tâm á là citta. Citta là cái nhận biết cảnh.
Tâm là nhận biết cảnh, nên không có cảnh không có tâm. À, quý vị, nên không có cảnh không có tâm. Giờ đó không có cảnh, bây giờ cảnh mắt. Cảnh mắt là cảnh gì? Là cảnh sắc. Lối cảnh mắt là cảnh sắc. Giờ đó có 3 cái để hạn chế cảnh sắc. À, quý vị, có 3 cái hạn chế cảnh sắc. Cái thứ nhất á, không nhìn, nhắm mắt. Cái thứ hai, lắc ngàn bên đó, không thèm nhìn. À, quý vị. Cái thứ ba nữa quý vị, là trốn chánh duyên. Chánh duyên người ta gọi là trốn, phải không? Biết gặp cái ông này là trào máu họng mà. Nên dứt phát, bữa đó biết ông đó đi ngang đó, dứt phát không gặp. Thấy chưa? Nhưng mà người ta ngu lắm, con người ta mình ngu lắm quý vị. Biết mà tin nhắn mà ông chồng nhắn cho vợ bé đó, mình ra xem á, là mình lộn ruột, mình có thể chở bệnh viện hoặc là lên máu chết tại chỗ. Vì mà ông chồng vô toilet cũng ráng lấy mà xem, nó đã đọc cái chỗ đó đó. Con người mình nó ngu, mình gọi người ngu thâm căn cứu đế. Mình biết cái đó là nó học máu, nó trào máu, nó ứa gan, nó lộn ruột, vậy mà cũng lạ mà. À, quý vị, nó khổ là khổ chỗ đó đó. Tại sao như vậy quý vị? À, tại sao như vậy? Do yếu hèn chẳng cưỡng được tâm, hôm nay mới gặp sai lầm, thành tâm sám hối mà muôn năm hận hoài. yếu hơn nó, hiểu chưa? Yếu hơn cái tâm tò mò, yếu hơn cái tâm tham, yếu hơn cái tâm dục. À, quý vị, cái tâm gì yếu? Tâm tu. Tâm tu yếu hơn mấy cái tâm đó, nên bị nó dụ, nó dẫn làm hoài, hiểu không? Tâm tu yếu hơn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà căn mà nó tiếp với trần, à, quý vị, thì sau khi căn tới xứ trần á, thì chúng ta có một cái thứ sau cùng mà tiếng Anh á, gọi là emotion. À, quý vị biết chữ emotion là gì không? Cảm xúc. Emotion là cảm xúc. Cảm xúc, emotion. Emotion, cảm xúc. Như vậy cái cuối cùng của căn tiếp xúc với trần đó là cảm xúc. Ở ngoài đời người ta nói gì, môn tâm lý học nói vậy đó. Nhưng mà môn Phật học, căn tiếp xúc với trần cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là phiền não. Cuối cùng là phiền não ký lê xá. Ký lê xá là phiền não. Căn tiếp xúc trần cuối cùng là phiền não. Phiền não. Căn tiếp xúc với trần cuối cùng đó là phiền não. Mà phiền não nó là con cá bảy màu. Phiền não á, nó là con cá bảy màu. Quý vị, nó có nhiều màu lắm. Cái phiền não á, phiền não nó là gì? Đây là tổng hợp các loại tâm. Nó mix các cái loại citta. Đó là tổng hợp các loại tâm, đó là phiền não. Như nó là con cá bảy màu. Màu thứ nhất của nó á, thì cột chặt người ta lại với nhau. Cột chặt. Cột mà cột chặt mới chịu, chứ cột không chặt không có chịu. Quý vị, đi đâu đi kè kè, người này bệnh cái người kia khổ. Mắc mới gì? Ông này bệnh ông này khổ là sao? Quý vị, ai bệnh người đó khổ thì không nói, nhưng mà người này bệnh người kia khổ là sao? Ví dụ như con mình bệnh mình có khổ không? Đó, thấy không? Ông chồng chết bà vợ có khổ không? Đó, thấy không? Như vậy người nào chết đó khổ, nhắm mắt gì người kia khổ. Cái gì vậy? Người này cột với người kia một cọng dây, đó gọi là kiết sử. Cột chặt đó là kiết sử. Kiết sử là bị cột chặt, thấy không? Áo trần con lỡ mặc vào, nở trần con chả ngày nào cho xong Phật ơi. Đó là kiết sử, nó cột chặt rồi. Nên đó, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh trong cái bài thơ Ở một nơi núi thò chân xuống biển có một câu là cái câu gì nào ông nói là đã lỡ rồi tình hái với nhiêu khê đó, trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê, có nghĩa là bị trói rồi. Trói cọng dây này là cọng dây vô hình nè, nghe chưa? Giống như cọng dây càng khôn quyện của Na Tra, nó thảy lên trói lại liền. Có coi phim Phong Thần không?
Con có cái dây dây càng khôn nguyện nè, của dây khổng tiên, hai cọng dây đó nghe, khứa không có đứt à. Như vậy á, cái màu thứ nhất của nó bảy màu mà. Màu thứ nhất á là màu cột chặt, màu thứ hai là màu ngăn che. Ngăn che là gì? Ngăn che là truyền cái, thấy không? Ngăn che là truyền cái. Đố quý vị giận quá mất gì? Tham quá cũng mất như thường, ghen cũng mất như thường. Đừng nói giận mà giận nó mất nhiều nhất. Chứ cái ông nào nổi lên á, ông cũng che tâm mình chân á, ông che mạnh, ông che yếu à. Như vậy thì cái che tâm mà mình ngăn che không còn thấy cái gì khác nữa hết, thì đó được gọi là truyền cái. Cái tâm nó nổi lên làm cho chúng ta thỏa mãn sung sướng, gọi là dục. Tâm dục. Tâm mà nổi lên á làm ta thỏa mãn sung sướng á thì gọi là tâm dục. Rồi tâm nó nổi lên á mà làm á cho chúng ta bị mê mờ. Bị mê mờ. Mê mờ là tâm si đó. Mê mờ là tâm si. Còn á nó nổi lên mà chính tâm đó nó khiến cho thân khẩu ý tạo nghiệp thì gọi là hữu lậu. Nó nổi lên mà khiến cho tâm ấy tạo nghiệp gọi là hữu lậu. Như vậy á thì từng cái chức năng của nó, từng cái chức năng của nó mà nó ghép vào một cái loại là gốc hay là ngọn. Nếu nó là gốc á thì gọi là căn bản phiền não. Gốc có nghĩa là gì? Gốc có nghĩa là nó xuất hiện đầu tiên nhất á và nó lưu lại lâu nhất là căn bản phiền não. Còn nó xuất hiện ngọn có nghĩa là sau khi cái căn gốc, tâm gốc nó sanh ra rồi cái tâm kia nó sanh ra tiếp đó thì gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não. Như đây là con cá bảy màu nha. Bắt đầu nó biến hóa màu sắc của nó, nhưng nói chung là tâm. Nhưng mà chức năng của nó, ví dụ như là có một cái gì đó mà chức năng nó làm gì thì mình đặt tên nó là cái đó, hiểu chưa? Ví dụ có một con dao mà chức năng nó sắc chuối thì gọi là dao sắc chuối. Chức năng nó chẻ cây tre gọi là dao chẻ tre. Chức năng nó làm cá thì gọi là dao làm cá. Chức năng nó sắc tàu hũ gọi là dao sắc tàu hũ. Wow, hiểu không? Ai có ăn tàu hũ chưa? Tàu hũ, đậu hũ hoặc là tàu hũ. Tàu hũ là hũ ở bên tàu. Chữ hũ quý vị biết là gì không? Là thúi. Chữ hũ là thúi. Cái đầu thúi bên tàu gọi là tàu hũ. Không thật đó. Không quý vị, nó từ bên tàu, nó gọi là tàu hũ vậy thôi. Còn bây giờ không còn tàu hũ mà thúi nữa. Hũ thúi là hai, thúi hai lần à. Hiểu chưa? Hủ là thúi này, còn đậu hủ thúi nữa. Đậu hủ với đậu thúi rồi. Còn đậu hủ thúi vậy, đậu thúi thúi. Thôi kệ, nó thế gian ta muốn làm gì ta làm. Mình thắc mắc gì hoài, nó cũng vậy. Như vậy á, thì là phiền não mà nó sanh ra. Cái cuối cùng của thằng này nhìn này này nghe này này ngửi này 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 sanh ra ông này, sanh ra ông phiền não. Và ông phiền não này nó không có ngủ yên, nó không ngủ, nó không có ngủ yên, phiền não nó không ngủ mà nó quay lại, nó khiến cho thân khẩu ý tạo nghiệp. Thân khẩu ý tạo nghiệp. Thân khẩu ý tạo nghiệp. Cái mà trần cảnh nè, nên mình gọi là sáu trần hoặc sáu cảnh đều đúng, tại nó là trần cảnh. Nên có nhiều người gọi là sáu trần, nhiều người gọi là sáu cảnh, đều đúng hết nha. Tức là cảnh sắc, cảnh thanh, hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó là đều đúng hết. Nhưng vậy là trần cảnh á,
thì nó độc lập khách quan đối với mình. Trần cảnh á thì nó độc lập khách quan đối với mình. Nhưng mà mình gặp cảnh nào thì lại là nghiệp quả. Mình gặp cảnh nào nó lại là nghiệp quả. Trần cảnh thì độc lập khách quan, sanh ra nó có sẵn rồi à. Nhưng mà mình gặp cảnh nào đó là nghiệp quả của mình. Nên chúng ta đang nói tới là năm cái tâm quả này, năm tâm quả kia đó nha. Như vậy nha. Từ từ nghe, bây giờ từ từ thôi ha. Mình đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chắc nha. Tức là trần cảnh độc lập khách quan. Trần cảnh độc lập khách quan, independent. Độc lập khách quan với ta. Với ta. Nhưng tiếp xúc, tiếp xúc với trần nào, cảnh nào lại là tâm quả. Tâm quả có nghĩa là hậu quả của nghiệp. Hậu quả của nghiệp có nghĩa là hậu quả của nghiệp. Bây giờ thí dụ for example. Đó, bây giờ thí dụ nè ha. Có người cả đời mở mắt ra toàn nhìn cái cảnh ưng ý. Có người mở mắt ra cả đời toàn là gặp cảnh trào máu không. Hoặc là nhìn cái cảnh khó chịu, bực bội nhiều hơn cái cảnh im ái, nhẹ nhàng. Có người á, là cái âm thanh nó vọng vô cái lỗ tai mình á, cả đời toàn là bức xúc. Có người cái âm thanh nó đưa vô lỗ tai mình nó im ái nhẹ nhàng, như gió thoảng, như mây bay, như lời ru của mẹ. Có người hít vào không khí trong sạch và mùi thơm thoang thoảng của Chanel Lancôme. Có người quý vị cả đời hít toàn là hôi thối không ở cạnh bãi rác. Quý vị không có tiền đi mua cái nhà ở chỗ sang trọng mà sanh ra ở tại chỗ đó. Hoặc là ngày xưa đó quý vị, có những người làm nghề hốt phân á, con cái của họ phải ở cạnh cái toilet á. Có cái nhà gần đó đó, con cái gì họ cứ ngửi cái mùi đó. Còn cái người làm nghề lấy cốt, quý đào lên là cái hơi của cái cốt đó nó xịt lỗ mũi tối ngày tới tới già luôn mà không thay đổi được nghề. Quý vị, cái đó là gì? Cái đó là trần, nó tác động vào căn. Mà trần thì nó độc lập tự nhiên, nó độc lập khách quan đối với mình. Nhưng mà mình tiếp xúc được với trần nào á là do quả của nhân kiếp trước. Nên nó có năm cái tâm quả thiện và năm tâm quả ác. Bây giờ năm tâm quả ác nè. Năm tâm quả ác vô nhân. Đó là năm cái thức á. Nhãn thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, viết đây cho nó nhanh, cộng với thọ xả. Cộng với thọ xả. Như vậy thì cái tâm này đã gọi là tâm ác, tức là tâm bất thiện, gọi là tâm bất thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả bất thiện đó, vô nhân. Năm tâm 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cộng với thọ xả upekkha, cộng với thọ xả
có năm tâm. Thức là tâm đấy, thức là tâm đấy. Dạ quý vị, nên ta gọi là tâm thức. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó thức là tâm. Như vậy chúng ta nhìn cái này, chúng ta thấy cái này, cái mà không có mong muốn, không có khao khát, không có muốn thấy, thấy cái mà không có muốn thấy, nghe cái mà không có muốn nghe, thấy cái không có muốn thấy, nghe cái không có muốn nghe, ngửi cái không có muốn ngửi, nếm cái không có muốn nếm, xúc chạm cái không có muốn xúc chạm. Thì năm cái tâm này, quý vị biết cái đó đó, thì gọi là năm cái tâm quả bất thiện vô nhân. Vì ông đã gieo ở trong kiếp trước cái nhân xấu ác, nên ông bị cái kiếp này, ông bị cái quả xấu ác khi ông biết các cái cảnh nghịch ý, nghịch lòng. Rồi bây giờ tới năm cái tâm là quả, năm tâm quả thiện vô nhân. Ở trên bất thiện này là quả thiện vô nhân, cũng y vậy đó. Thứ nhất là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức, cộng với thọ xả, cộng với thọ xả, còn cái nữa thân cộng thọ lạc. Như vậy á, thì cái thiện nó khác nhau hơn chút. Thiện cộng ông thân cộng với thọ lạc. Cái gì? Thọ lạc là gì? Khi căng tới suối trần á, nó làm nhẹ nhàng, thanh thản, dễ chịu. Có nghe thấy ông ốc dương ngao mà đi ăn cắp đồ chưa? Ăn cắp ông ốc vác bao đồ ra, ông ngao, ông ôm bao đồ. Ốc, mày đồ mày lấy còn đồ mới không ốc? Cái ốc là xạo, ông có thấy đường đâu, thấy đồ mới, bác xạo. Ông là tao, nó im tay tao quá, nó mát tay tao quá. Tao biết đây là lụa tư tầm, thấy chưa? Nên nó im tay tao quá, nó mát tay tao quá. Đây đó 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 đó, đó là thọ lạc đó, ông đang thọ lạc, thấy chưa? Cái đồ này nè, đồ mới không à. Nên tao biết chắc rằng nó có chưa có mai. Mà nếu nó có mai cũng chưa có mặt, mà nếu nó có mặt cũng chưa có giặt. Nên đồ rờ giặt nghe sột soạt sột soạt, im tai tao quá, mát tai tao quá. Có nghĩa là thân xúc, nó xúc với các cái xúc trần, nó làm cho ổng thọ lạc. Quý vị, đó là tâm thiện thân thức, mà quả báo của cái tâm thiện kiếp xưa, chứ không phải ai cũng nằm niệm được đâu. Ông làm thiện ở trong kiếp xưa, bây giờ ông mới nằm niệm được đó, chứ không thôi ông nằm ở trong lò gạch của Chí Phèo của làng Vũ Đại á. Chứ đừng có nói không có, đó là nói thật không có gì. Chứ đừng có nói á là tôi đi lựa cái niệm tôi nằm, tiền đâu mà lựa. Quý vị, người ta thì niệm mút kim đan, còn mình là niệm đan đan không à, lấy này đan với kia cỏ đan lại nhau, gọi là niệm đan đan. Quý vị thấy không? Chứ không phải là dễ ăn đâu, không phải là như vậy. Thì cái mình nhìn, cái mình ngửi, cái mình nghe, cái mình nếm có nghịch lòng hoặc là thuận ý, đó là quả báo của cái nhân ông gieo hồi xưa, hiểu chưa? Nên mình học cái này á quý vị, mình biết được cái này rồi đó, nên không có trách ai hết á. Còn thôi mình trách gì lắm, trách gì lắm, tại sao xuất hiện trước mặt tôi, tại sao xuất hiện trước mặt tôi, tại sao người ta sanh ra toàn là ở chỗ nhà giàu, không mà tôi sanh ra ở chỗ là nát bấy rách rưới như thế này. Ông hỏi cái nhân ông gieo ở kiếp xưa đó, ông hỏi cái đó đó, đừng có hỏi tôi, hiểu chưa? Don't ask me. Ông ask là ông ask cái karma của ông á, cái khầm ma ông ở trong kiếp xưa đó, hiểu không? Ông ask cái đó mà sao sao ông ask me, don't ask me, don't ask me now. Lâu lâu nói tiếng Anh, nói thiệt đó quý vị. Tại sao nói tiếng Anh mà người ta chê hoài mình vẫn nói?
tại mình cũng còn tích. Tích cái gì? Thi hoài nó không đậu, nó tích cái nhiều đó. Trường Cambridge, trường Berkeley, các cái trường ở nước ngoài nó nhận vô 6.5 không à, IELTS 6.5 không à, thì cách mấy cũng 5.5 xuống không. Nên tức có nhiêu đó mà nói hoài đó. Tới giờ già chát còn học gì nữa. Nói khổ. Bởi vì quý vị trẻ trẻ đi à, ta học còn nhớ còn thi bằng này bằng nọ á, chứ già chát vô thôi. Giờ chỉ còn thuộc kinh không, chết thuộc gì chứ. Nên quý vị thấy không, mình học được cái này nè, mình mới thấy được những cái gì chướng tay mà gai con mắt. Nghiệp quả của mình đó ông ơi. Ông đừng có trách người này, ông đừng có trách người kia. Rồi ông á lòng lộn sân si đồ lên là tại vì ông không học thiền quán Vipassana. Chứ ông học rồi đó quý vị, là đầu tĩnh lặng nhìn đời trôi ha. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Đứng lặng nhìn thôi chứ không có nói gì nữa chứ. Quý vị lúc đó là lặng nhìn không có nói chứ. Thì lặng nhìn quan sát à, quý vị, ngày xưa chúng ta quan sát sáu trần à, quý vị, ngày nay chúng ta quan sát tự thân. Đó là thiền quán Vipassana, là quan sát tự thân. Quý vị hiểu này không? Nó nắm được cái mấu chốt đó là mình tu nó nhẹ nhàng ha. Mình tu á nó thanh thản nha. Như vậy thì chúng ta biết á là tại sao khi căn tí xíu trần, mà trần thì độc lập, mà tại sao chúng ta lại lựa cái trần đó quý vị? Dạ không có lựa, nghiệp nó nắm đầu xỏ mũi nó dẫn tới đó chứ không có lựa gì trơn á. Trời ơi, sao ông chồng của người ta vừa chung thủy, vừa đẹp trai, vừa bằng cấp cao, vừa giàu, ông chồng mình á là vừa phản bội, vừa nhậu quậy, vừa đánh bài, vừa cá độ, vừa xấu, vừa hói nách. Càng tiếp xúc với trận đấy. Phải thơm mà chung thủy thì không nói. Mà như vậy mà chung thủy có nghĩa là gì? Cả đời mình phải chịu cái cảnh đó. Hiểu không? Đó là cả đời đó. À, thủy chưa, chung thủy chưa chắc phải ngon nha. Thấy chưa? Đó. Ví dụ nha, ông chồng mà xịn mà chung thủy là số 1. Mà ông chồng làm cho mình khổ mà ông chung thủy. Thấy tiêu phải không? Chung thủy có nghĩa là cột chặt nguyên đời, đúng không? Lết tới chết luôn. À, nhưng mà ngày nào cũng khổ. Trời ơi, ta khen trời ơi sao chồng bà chung thủy, tôi mơ ước. Ta mơ. Chung thủy là phải cái cảnh dễ chịu kìa. Cái cảnh dễ chịu, cảnh dễ ăn, cái cảnh thoải mái, cảnh thọ lạc, thọ hỷ kìa. Còn thọ ưu với thọ khổ mà chung thủy lại rồi xong. Quý vị hiểu không? Mình này nói pháp chứ không nói trên đạo đức học nha. Mình nói pháp thôi. À, để mình nhận chân ra được cái nghiệp của chúng sanh. Nghiệp chúng sanh nó dẫn tới đó, chả chưa hết thì nó vẫn còn kiết sử với đó. À, quý vị, thấy không? À, vẫn còn kiết sử với cái đó. Nhằm khi á, quý vị, người ta thấy cái đó là hôi, nhưng mà mình thấy là nó không thơm chứ nó không phải hôi. Nói thật đó quý vị. Đó đó đó, quen rồi đó, thấy không? Ta kinh nghiệm tràn trề, thấy không? Quen hơi. Được chưa? Còn hơi gì cũng quen hết đó. Khổ vậy. Mình á, mình nói vậy thôi chứ thật ra tất cả mình là quen hơi thôi. Cõi ta bà này xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Chư thiên á nhạy lắm quý vị, xuống đây không có được. Ở đây á là cái nơi xác của các cái loài phân quỷ, luôn luôn lúc nào nó cũng chết đi rồi nó sanh ra, chết đi sanh ra. Khi nó chết đi nó phân quỷ thì cái mùi mình nồng nặc nó bay lên trên mấy do từng ở trên. Mà tại vì mình sống ở đây quen này nó không thấy hôi. Nhưng cảnh giới khác ta tới quý vị, nó bung lên cái. Bởi vì trong mà nhà Phật mình, ông bà mình để cây hương. Cây hương là gì? Ở đây là trần, là bụi, là dơ. Nên ta để cây hương có nghĩa là thơm. Chữ hương có nghĩa là thơm á. Hiểu không? Để đó để cho nó khử cái dơ đi. Do đó mà chúng ta thiêng liêng tâm linh, mình thắp hương để chi? Để khử cái mùi. Cái ý nghĩa thôi nha.
Còn bây giờ hương có khử được hay không á là cùng tùy lỗi vậy nha. Phải không? Lỗi nhập từ mà bên ấy mà qua coi chừng là lũng mũi à. Chứ đừng nói thơm. Nên chúng ta thấy rằng tất cả các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp à, từ cái rupa, từ cái sách đá, từ cái khoana, từ cái rasa, từ cái potapa à, từ thamma, tất cả các cái này nha quý vị, thì nó độc lập thì độc lập, nhưng mà mình gặp cái nào mới là cái quan trọng. Mình gặp cái nào mới là cái quan trọng? Mình gặp trong cảnh thiện hay gặp trong cảnh ác? Tùy vào tâm thiện tâm ác hồi kiếp xưa đó. Dạ, quý vị, chứ không phải là bây giờ. Nên từ đây về sau đừng có đổ thừa ai hết. Họ gì họ, miễn họ đổ văn thừa. Hiểu chưa? Ở đây có không chỉ thừa. Dạ, nên ha, họ đổ văn thừa thì chúng ta đừng có đổ. Mình hay đổ thừa lắm. Đổ người này, đổ người kia, đổ thừa này, thừa nọ. Mình không đó. Nên gặp cảnh nào chính là cái nhân mình gieo đó, nó mới gặp cảnh đó quý vị. Tuy là nó khách quan, nhưng mà mình không có chủ động, nghiệp nó chủ động chứ không phải mình chủ động. Nên tu là người ta đánh tan cái nghiệp đó đó à, tan nghiệp nhân và tan nghiệp quả. Tu người ta đánh tan nghiệp nhân và tan nghiệp quả. Như vậy thì cái đó là nghiệp nhân nó đã tạo rồi à. Bây giờ mình là tu làm sao để cho tương lai nó ngon trong nhân quả ba đời. Là bây giờ nè, cái nghiệp bây giờ, một là tạo nghiệp xịn, hai là không tạo nghiệp nào cả. Dạ quý vị, không tạo nghiệp thì sẽ bước ra ngoài tam giới, còn tạo nghiệp thiện sẽ về cảnh nhàn thanh, nó đi mời lên à, siêu là lên, đọa là xuống. Đây này hai chiều nha, cái này là đường hai chiều nha, cái này là double way chứ không phải là one way nha. Bây giờ cái chiều lên nè, cái chiều lên đó, cái chiều lên đây là chiều cú xá lá. Cú xá lá là thiện, lên tột đỉnh mây xanh luôn là cảnh giới trời đó, trời vô sắc. Trời vô sắc trong 31 cõi của từ trên trời dưới đất có 31 cõi. Cõi dục giới có 11 cõi, cõi sắc giới có 16 cõi, cõi vô sắc giới có 4 cõi là tổng cộng là 31 cõi. Như vậy cõi cú xá lá là cõi thiện lành, là đường đi lên đó. Còn bây giờ cái cõi mà nó tụt suốt xuống dưới này nè, gọi là á cú xá lá. Á cú xá lá là cõi bất thiện, là cõi bất thiện, là cú xá lá là cõi bất thiện. Như vậy thì quý vị, một là chúng ta phải đi chiều này hai là chúng ta ra khỏi tất cả các thiện ác outstand. Như vậy thì là một á, là mình phải đi cái chiều này là chiều thiện. Hai là outstand là Ariya. Ariya là chứng sự cao thượng, Ariya là cao thượng, tức là thánh nhân đó. Ariya là outstand, là thánh nhân. Ra ngoài sanh tử hoặc là người ta đi cái chiều thiện cái gì không hoặc là người ta đi chiều thiện hoặc là chúng ta outstand, có hai cái thôi, đặt ra cho mình thôi. Nếu đi trong sanh tử phải đi trong chiều thiện, còn mà nếu tu tập thì là phải đi ra ngoài tam giới. Đó là cái mình đặt ra. Như vậy thì nó dính tới gì? Dính tới nhân quả. Ví dụ như á, mình gieo nhân thiện mình gặp quả thiện, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Còn chúng ta là không có gieo nhân thì không có gặp quả phải không? Không có gieo nhân thì không có gặp quả. Như vậy thì cái nhân của thân khẩu ý nó gieo thì nó xuất phát từ cái tâm khởi. Nó xuất phát từ tâm khởi, mà tâm á thì từ căn tiếp xúc với trần. Do đó chúng ta phải đề phòng cái ác và buông luôn cả chấp. Buông luôn cả chấp là ra ngoài sanh tử, đề phòng cái ác.
để cho nó bớt ác là nó không có bị đọa, thì nó sung sướng dần. Cái chiều này là chiều sướng mà. Chiều sướng á, thì gọi là chiều lạc của cảm thọ. Chiều này á, là chiều khổ của cảm thọ. Chiều khổ cảm thọ. Chiều này là chiều lạc của cảm thọ. Như vậy thì cái người tu tập phải qua phần số 3, là người này phải thủ hộ căn. Qua phần số 3 là phần sở hành nha. Thủ hộ căn là một sở hành. Thủ hộ căn, đây là cái sở hành. Thủ hộ căn là sở hành là gì? Là hạnh tu hàng ngày mình làm á, hàng ngày hàng giờ mình làm á, là thủ hộ căn. Cái người mà không thủ hộ căn á quý vị, thì cái người đó, cái hậu quả của không có thủ hộ căn, chúng ta đi cái sau thứ nhất là hậu quả của không thủ hộ căn. Hậu quả, quả là quả báo, hậu là sao, quả báo về sau, hậu quả của không thủ hộ căn. Hậu quả của không thủ hộ căn. Cái người mà không có thủ hộ căn á quý vị, thì họ, tâm của họ sẽ đi đến sanh ra một cái tâm gọi là tâm phóng dật. Nó sanh ra một cái tâm, sanh tâm, sanh cái chít tá, sanh tâm phóng dật, sanh ra tâm phóng dật, tâm si, mô há. Mô há là si, nó có hai loại tâm. Si kết hợp với phóng dật. Si kết hợp với hoài nghi, cộng với thọ xả. Nó có hai cái tâm si. Mà quý vị biết si là gì không? Si là bóng tối ở trong tâm. Nó đồng nghĩa với vô minh. Anh em chú bác cột chèo với vô minh. Tức là si, là si mê, là cái độ tối của tâm để chúng ta không nhận diện được những cái gì nó hiện có hiện thực ở trong tâm của mình. Mà mình không nhận diện được thì đó được gọi là si. Si có hai tâm si. Một tâm si á, kết hợp với thọ xả với phóng dật. Một tâm si kết hợp với hoài nghi với thọ xả. Nó có hai tâm si. Si á, nó có hai loại thôi. Thọ xả có nghĩa là không lạc không khổ. Si là tâm tối tâm mà nó kết hợp với phóng dật vậy hết, với hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là gì? Là không biết cái gì hết trơn, không biết đúng sai. Hoài nghi có nghĩa là không biết đúng sai. Kiểu hoài nghi nghĩa là vậy đó, này không biết đúng hay sai. Không biết thế nào là thế nào hết trơn á. Tâm hoài nghi nghĩa là. Còn tâm phóng dật. Phóng dật là cái tâm lóc chóc. Là tâm lóc chóc. Tâm lóc chóc thay đổi liên tục, thay đổi trạng thái liên tục. Tại sao tâm thay đổi trạng thái liên tục? Tại vì cảnh được thay đổi liên tục. Tại vì cảnh được thay đổi liên tục. Tại vì cảnh thay đổi liên tục. Tại vì cảnh nó thay đổi liên tục. Cảnh, tâm là để biết cảnh. Như vậy có cảnh nó có tâm. Nhớ nha, có cảnh có tâm. Có cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp á, có tâm. Không có cảnh, không có tâm. Như vậy mình thay đổi cảnh liên tục có nghĩa là gì? Tâm thay đổi liên tục. Vì tâm thay đổi liên tục là tâm phóng dật. Mà tâm thay đổi liên tục có nghĩa là cảnh thay đổi liên tục. Mà cảnh thay đổi liên tục có nghĩa là gì? Là căn bắt cảnh thay đổi liên tục.
Hiểu tới đây không? À, cái căn mình nó bắt cảnh, căn mình bắt cảnh, mà cái căn này nó thay đổi cảnh liên tục. Có nghĩa là thứ nhất, nó chủ động thay đổi cảnh. Thứ hai, nếu cảnh đứng yên thì nó chủ động di chuyển cảnh, di chuyển sang cảnh khác. Nó có hai cái chủ động. Một chủ động thay đổi cảnh. Ví dụ như cảnh nó nằm trong tầm kiểm soát của mình thay đổi bằng cảnh khác. Ví dụ người này không thích, người khác. Cái này không thích, dẹp cái này, đặt bên khác. Bây giờ cái đó là mình chủ động, mình thay đổi cảnh. Tại vì cái cảnh đó nó lệ thuộc với mình, nên mình thay đổi cảnh. Mà thay đổi cảnh mình thay đổi tâm. Cái thứ hai nữa, mình di chuyển, dù mình quét mắt từ đây mình di chuyển, hoặc mình đi chỗ khác thì nó thay đổi cảnh. À, như vậy cảnh nó thay đổi chủ động, và mình di chuyển cái khả năng ngắm nhìn của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, mà nó tiếp xúc với những cảnh khác nhau mà nó liên tục thay đổi, thì tâm phóng dật nó sẽ sanh ra. Mà quý vị biết đó, là tâm nó sanh ra thì cái gì nó sanh ra? Nghiệp của thân khẩu ý nó sanh ra. Tâm nó sanh ra, tâm sanh tức là citta nó ta sanh á, thì tâm khởi nó, tâm sở nó sẽ sanh. Tâm á là citta, là tâm vương nó sanh, thì tâm sở chế tá xích cá, tâm sở nó sanh. Hai cái ông này sanh ra thì bắt đầu cặp ma nó sanh ra. Cặp ma thầm ma nó sanh ra. Mà nghiệp sanh ra thì là luân hồi sanh tử sanh ra. Nghiệp dẫn đến sanh tử mà. Nghiệp sanh thì luân hồi vậy thôi à. Nghiệp sanh luân hồi. Mà kết quả luân hồi là gì? Kết quả luân hồi là già, là bệnh, là chết, là sầu, là bi, là khổ, là não đó. Là kết quả của nó đó. Kết quả luân hồi, đừng có kết quả luân hồi con hưởng hạnh phúc thầy ơi. Không có đâu. Ông vua cũng còn khổ, người giàu cũng khóc nè. Cái phim gì mà hồi năm chín mấy chiếu cả mấy trăm tập, coi muốn chết. Cái phim gì mà dài, coi muốn chết. Người giàu cũng khóc. Có cái cô Estella gì đó. Khổ ghê luôn. Hả? Phim Hoạt Quả à? Nhớ không chứ phim đó. Hoạt Quả không nhớ ai, nhớ Alex. Ấm như ấm nhắc. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là phóng dật là một nỗi nguy hiểm. Mà không có gì, phóng dật thì nó sẽ sanh nghiệp, sanh ra thân khẩu ý. Mà phóng vật càng nhiều, thân khẩu ý sanh ra càng nhiều, thì nó dẫn đến một cái nữa, quý vị gọi là buông lung. Nó dẫn tới buông lung. Hai ông này nó sanh nghiệp khủng khiếp luôn, mà toàn là nghiệp ác không. Ông nào ở đâu có phóng vật, ở đó có buông lung, ở đâu có phóng vật, ở đó có buông lung, thì đó có khổ, khổ vàng trời mây nước, khổ khủng khiếp luôn quý vị. Cái hậu quả của nó, cái người nằm phóng vật buông lung á, hậu quả khổ dữ lắm. Họ là sanh ra nơi nào là cảnh nơi đó nó khổ, và tâm nơi đó cũng khổ, vô minh rồi phóng dật tâm nó căng thẳng thần kinh, rồi nó trầm cảm, rồi nó stress, nó trầm cảm, nó căng thẳng. Quý vị, là do này nè. Nên khi biết được cái đó rồi đó quý vị, ta về ta thủ hộ căn. Thủ hộ căn có nghĩa là gì? Là mình bớt trần đi, để nó bớt cái tâm đi, mà bớt tâm đi để cho nó tĩnh lặng cái tâm đi. Hiểu không? Cho nó đừng có sôi sục như là nấu cơm sôi ở trong nữa, mà tâm mình nó trở nên tĩnh lặng đi. Quý vị, tâm mình tĩnh lặng, lâu lâu nổi lên tâm, lâu lâu nổi lên tâm cho vui thôi. Quý còn đằng này nó nổi liên tục, mà cái gì bắt nó làm liên tục rồi thì nó làm sao? Cái xe chạy liên tục thì nó làm sao? Bởi vì quý vị mua xe cũ á, là mua xe chùm mền, chứ đừng có mua xe người ta kinh doanh. Cái mình mới mua mấy cái xe mà chạy người ta ôm đa, mua xe hơi mà đi chạy ráp là rồi, nó chạy tối ngày sáng đêm nó bung ở trong hết trơn rồi, phải không? Còn đằng này cũng vậy á, trong tâm mình nó hoạt động tối ngày sáng đêm, nó không bung sao bung là trầm cảm đó. Trầm cảm là gì? Trầm cảm là bung tâm, giống hệt như mình chạy tối ngày vậy đó, không cho nó nghỉ. Ôi chạy gì đâu mà chạy
một xe hai ông tài xế. Một ông á thì chạy ca đêm, ông chạy ca ngày, hỏi nó nghỉ ở chỗ nào. À, ông chạy ca đêm, ông chạy ca ngày, cái xe nó không biết la làng, cho nó biết la làng như phim hoạt họa, trước cái xe nào cũng có cái miệng chứ nha. Trời ơi, nói chuyện nguyên đội xe, nói chuyện thấy mê luôn, nào Mercedes nè, nào Audi nè, Pro nè, Rolls Royce nè, thấy chưa? Rồi Innova nè, Kia nè, rồi ông nào cũng nói chuyện hết chứ. Nên nó quỵ gì bắt ta hoạt động tối ngày sao chịu nổi. Mà hoạt động tối ngày còn mai còn phước à. Mình bắt nó hoạt động từ kiếp này sang kiếp kia, kiếp này sang kiếp kia, trong luân hồi dạng nẻo hàng tỷ kiếp, nó hoạt động liên tục. Cái tâm của mình đó, nó hoạt động liên tục, không cho nó nghỉ ngơi. Quý vị, thì thủ hộ căn là một cái cách để mình cho tâm được nghỉ ngơi. Tại vì căn nó bắt trần, mà căn bắt trần thì nó sanh tâm, phải không? Cảnh sanh tâm. Như vậy thì chúng ta thủ hộ căn là chúng ta có chọn lọc cảnh. Chọn lọc cảnh là mình chủ động, tức là mình tu phải nằm trên cái chủ động của mình. Mình chủ động được gì? Là chủ động bắt cảnh. Tuy là mình mở ra gặp nó là nghiệp của mình mở ra gặp nó. Quý vị, thì thứ nhất đừng nhìn nó, thứ hai đừng để ý nó, phải không? Đừng nhìn nó, đừng để ý nó, là chúng ta đã hạn chế cái sự rồi công phá của nó rồi. Đó, quý vị, chúng ta nhìn cái đó nó công phá, nó bể não mình. Còn bây giờ thứ nhất là ta không nhìn. Quý vị, thứ hai đừng để ý, nhìn mà không để ý. Ta gọi là nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, thấy như không thấy. Cái đó là mình phải đi vào trong cuộc đời là mình phải nhìn, phải nghe. Nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, thấy như không thấy. Và cái thứ hai nữa, tránh né nó. Thứ ba là hạn chế nó, hạn chế nó, tránh né nó, không chú ý nó, thủ hộ căn. Hạn chế, tránh duyên, không chú ý. Hạn chế số 1 nè, hạn chế. Số 2, tránh duyên. Số 3, không chú ý. Không chú ý. Hạn chế có nghĩa là gì? Hạn chế tức là chúng ta bớt khả năng ngắm nhìn. Bớt khả năng ngắm nhìn là gì? Tức là cái tâm mong cầu bắt cảnh á. Tâm mong cầu bắt cảnh. Ví dụ liên tục, còn giờ tỳ kheo đây khất thực nha, luật nha, trong luật Phật chế định nha, trong tỳ ni lực tạng nha, vị kỳ kheo đi khất thực không được ngó ngang, ngó qua, ngó lại, không được ngó xa, chỉ ngó cách 3 mét đi. Tại sao đi chậm? Là chánh niệm tỉnh giác. Tại vì cái gì mà nó xảy ra phải vừa phải thì mình ta mới quan sát kịp. Vì xảy ra nhanh không quan sát kịp, vì mình quơ liên tục làm sao thấy cái tay của mình. Mình phải quơ từ từ, đó là chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là vậy, tu Vipassana có nghĩa là tất cả đều từ từ. Để làm chi? Để người ta cẩn thận quan sát. Quan sát là thiền quán. Cẩn thận quan sát thì bắt buộc nó phải xảy ra từ từ. Còn nếu nó xảy ra nhanh chúng ta không thể bắt được đó. Mà giờ mình giơ tay lên, hóa giơ từ từ mình mới thấy được cái tay của mình giơ lên chứ. Để cái xẹt cái ai mà thấy nổi, biết không? Nên những người có tu á, mình thấy dễ, người ta chậm rãi từ từ là người ta đang chánh niệm. Để gì? Ta bắt không còn cái chỗ nào có thể ta không thấy. Nghe là đang quán từ đang soi đó. Quý vị cứ coi Facebook thánh soi không? Thánh soi là soi người ta, còn soi làm thánh là soi mình. Thánh soi là soi người ta, còn soi để làm thánh là soi mình. Hiểu chưa? Ông thánh soi á là ông lên Facebook ông soi ông để ông phiền não. Trời ơi, có ông lên Facebook rồi lên rồi thấy người ta dị tức trào máu dần dần coi để phiền não. Còn cái này soi mình để làm thánh. Thánh soi là coi người ta để phiền não, coi xấu coi tốt, xấu thì khen, tốt thì khen, xấu thì chê, tối ngày phiền não không. Quý vị, bây giờ mình quay lại mình soi mình để làm thánh. Đơn giản thôi, đó là thiền quán Vipassana. Có nghĩa là vậy đó, cái đạo lý nó là như vậy. Nhưng mà mình phải tập. Tại vì là mình quen này, mình quen thánh soi rồi chứ không phải soi làm thánh. Nên mình bị phiền não liên tục, quý vị, hạn chế.
Cái hạn chế này có nghĩa là gì? Cái trong cái sự chủ động của mình, mình hạn chế cái khả năng hoạt dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Hạn chế nó đi. Có gì hạn chế nó đi. Hạn chế nghĩa là gì? Là mình tiếp xúc mà mình hạn chế cái khả năng hoạt dụng của trần. Có thể mình nhắm mắt cũng được, có thể tránh ngang bên cũng được. Nhưng mà thường á là tay, đây này, mắt không nhìn. Còn tay á là người hạn chế nó đi, cái tầm của nó. Tất nhiên là hạn chế cái tâm muốn bắt cảnh á. Cái này nói hiểu được như hạn chế cái tâm bắt cảnh á. Mình coi phim mà Tây Du Ký, ông Đường Tam Tạng sao là vậy đó. Người ta đã nghiên cứu, ta đã nghiên cứu người tu, rồi người ta mới lên đóng phim chứ không phải muốn đóng sao đóng đâu. Ta đã nghiên cứu ông, cái người tu làm gì cũng phải chậm. Ông Tôn Ngộ Không có thể giật tới giật lui ha. Còn Đường Tam Tạng phải không, đi cũng chậm gãi, cũng hạn chế. Ông hạn chế cái tầm nhìn của mắt, của tai, tức là hạn chế cái trần mà tác động vào đó. Nên mà nữ dương, cái nước tố nữ là coi gì? Như dương quốc. Nữ gì? Tây dương nữ quốc. Nữ quốc chứ quốc nữ gì? Tây dương nữ quốc. Kêu chàng ơi, chàng hãy nhìn sâu vào đôi mắt em đi, không? Đường Tam Tạng có dám nhìn không? Tại sao không dám nhìn? Là tại vì người ta muốn hạn chế căn. Hiểu chưa? Nhìn nó sẽ đi vào cái thứ ba là chú ý. Chú ý á, cái đó trong kinh gọi là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng đó. Là nắm giữ tổng tướng và biệt tướng. Ở trong kinh á, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, tức là chú ý tới một cái gì đó. Mình chú ý tới một cái gì đó là mình sẽ biết nó. Mà mình biết nó thì hậu quả cảm thọ sanh ra, tâm sẽ sanh ra. Do đó nhìn mà không nhìn gì, nghe không nghe gì, thấy không thấy gì hết, cái đó là không chú ý một cái gì ở trên đời này cả. Không nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Không nương tựa và chấp trước bất cứ việc gì trên đời. Tại sao? Tại vì nó rất là nguy hiểm. Vì nó giả tạm phù du, nó vô thường. Nó vô thường, nếu chúng ta chú ý nó, ta sẽ khổ. Bởi vì bản thân của nó lắp gáp là vô ngã. Tức là các tướng, nó là tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Nên là mình không chú ý bất kỳ cái việc gì ở trên đời đối với nó hết. Nên cái người tu thật sự mà họ hạ thủ công phu á, họ nhìn xem như không nhìn, họ nghe xem như không nghe, họ thấy xem như không thấy. Nên người ta mới nói là có mắt như mù, có tai như điếc, có mũ, có miệng như câm. Quý vị có nghe đó không? Đó, vô chùa thấy mấy cái hình mà mấy ông tiểu nhỏ nhỏ nhỏ, ông bịt mắt, ông bịt tai, ông bịt miệng, dân dân, có nghĩa là gì? Đang thủ hộ căn. Hiểu không? Cái đó là cái hình ảnh biểu tượng. Lấy hình ảnh đó để nói lên cái pháp tu, để hạn chế cái khả năng mà tâm nó sanh khởi, để tâm được lắng động. Tâm được thiền, tâm được lắng động. Chứ không phải là tự nhiên ta mắt sẽ bịt chi, bịt lỗ tai chi, bịt lỗ mũi đâu chi. Quý vị, bịt cái đó là đang nói tới thủ hộ căn. Người ta mượn cái đó để đang nói tới nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, thấy như không thấy. Thấy đủ để đi, nhìn đủ để sống, nghe đủ để sống mà thôi, chứ không có chú ý bất kỳ cái việc gì. Tại vì tất cả các việc gì trên đời không có đáng để chú ý. Tại vì nó vô thường, nó thay đổi, nó không có gì là nó. Mà nếu ai chú ý tới nó, người đó sẽ khổ. Quý vị, và bản chất của tất cả các pháp nó là không phải là nó, mà do lắp ghép mà thành, nên nó cũng chẳng gì là nó, nên có đáng gì đâu. Quý vị, có đáng gì đâu một buổi chiều. Nên chúng ta mới thấy rằng hạn chế cái tầm ngắm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tầm ngắm. Cái thứ hai là chánh duyên. Quý vị, chánh duyên có nghĩa là gì? Chánh duyên là né trần. Chánh duyên là né trần. Vô am, vô cốc, lên rừng, lên núi để tu. Quý vị, chánh duyên này có hai cái.
Thứ nhất chánh để tu và chánh để khỏi phiền. Chánh để tu và chánh để không phiền. Cái người đang tu là chánh để dễ tu, cái người tu chứng chánh để không phiền. Cái người tu chứng không bao giờ họ sống chung. Nên một vị đắc A-la-hán rồi, dầu cho vị đó là cư sĩ, vào thời Đức Phật cư sĩ có đắc A-la-hán đó. Một, nhập niết bàn là chết. Hai, xuất gia là rời khỏi gia đình đi vô rừng tu. Không phải rừng tu, ở trong rừng. Tại ta đắc đạo rồi. Nên quý vị nó phiền, ở trần nó phiền. Gì đâu mà ngồi nói chuyện người ta thì không có nhu cầu đó. Một người không có nhu cầu mà ông đem cái đó lại, người ta rất phiền. Quý vị hiểu không? Người ta không có nhu cầu gì vui gì sướng đâu, nhu cầu gì tiền, về bạc, về danh, về lợi, mà cái người đời mở miệng ra toàn cái thứ đó. Cho nên cái người đắc quả đó họ cảm thấy rất phiền. Giống hệt mình ngồi thiền mà đứa cháu nội lại câu cổ giật xuống vậy đó. Phiền không? Tuy rất thương cháu nội nhưng rất phiền. Nên tránh né đi. Nên người nào mà tu xịn đó quý vị, là người ta sợ trần phiền nên ta vào am, vào cốc, lên rừng, lên núi ta tu, độc cư, thiền định, bỏ trần lại phía sau lưng. Đó quý vị. Nhất bác thiên gia phạn, cô thân giảng lý vô. Bình bát cơm nhà nhà, chân đi muôn dặm xa. Mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Như vậy á, né trần để tu là gì? Chánh duyên đó. Ta vô am, vô cốc, nên quý vị nhập thất để mà tu. Quý vị, cái người nào nhập thất tu là ngon lành lắm. Nên có nhiều người không hiểu chuyện này đó quý vị. Nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa, tư tu núi. Thầy ơi, tu số 1 là tu thị, là tu ở ngoài chợ là đông người á. Tu số 2 là gia đình, hạng nhất, hạng nhì đó. Không có phải đâu, khó đắc đạo nhất chứ không phải là hạng nhất, đừng có hiểu lầm. Khó đắc đạo nhất, khó đắc đạo nhì, khó đắc đạo ba, khó đắc đạo tư. Nhất tu thị là khó đắc đạo nhất là ở tại chợ, không có ông nào đắc hết trơn á. Không có gì. Nhị tu gia là khó đắc thứ hai là ở chung trạ trong gia đình. Không có gì. Khó đắc thứ ba là ở chung ở trong chùa có nhiều người. Khó đắc thứ tư là ở trên núi một mình. Khó đắc thứ tư là dễ tu nhất, đúng không? Khó đắc khó đắc nhất, khó đắc nhì, khó đắc ba, khó đắc tư là dễ nhất. Vậy thì ở nơi độc cư thiền định là dễ nhất. Vậy vậy á, còn ta hiểu ngược lại. Nhất tu thị là tôi tu ở thị là tôi nhất, chỉ kiếm chùa ngoài chợ tôi tu. Quý vị, thôi hiểu Phật pháp kiểu ông đó là thôi. Kiểu đó thôi thua. I am thua. Như vậy thì có ba cái này là chúng ta sẽ thủ hộ căn ở trên ba này. Quý vị, nên cái người tu tập á, mình hiểu rồi tự mình phát tâm, chứ đừng có đợi người ta bắt. Ta bắt không có làm đâu. Dù thầy bắt á, trước mặt dạ 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 dạ, nhưng mà sau lưng nó không làm. Quý vị hiểu không? Ví dụ như đi đám tang nè, cái bây giờ mày chết này, mày thi chôn cho ông thiêu, thiêu tao nóng. Mà chôn trong mặt tiền chứ chôn hẻm tao sợ ma. Quý vị, thì con là nhà nghèo cũng chết luôn bây giờ mà kiếm cho mấy đứa đất chôn biết nhiêu tiền nói. Mấy đứa con á nó không đồng ý. Quý vị, cái thằng ông anh hai ông là mấy đứa bày chịu đi, chịu má đi, là chịu tiền đâu mà mua anh hai, tiền đâu mua đất. Là bà chết bà biết gì, mình muốn làm gì làm. Bây giờ hứa cho bà vui đi, bà chết bà biết gì đâu, mình muốn làm gì làm. Thấy chưa, thấy chưa? Quý vị hiểu không? Cái này là bắt đầu á, mình mới nghĩ ra nè. Đừng có bắt ai làm một cái gì cả. Trước mặt mình thì nói dạ dạ, nhưng sau lưng có đâu, không có đâu. Rồi có người sợ á quý vị, sợ nó không thực hiện theo tâm nguyện của mình. Hâm, đứa nào không nghe theo lời di chúc của tao, tao
trước khi chết mà còn gieo nghiệp ác, hiểu không? Rủi nó không nghe thiệt, không lẽ mình làm thiệt, làm thiệt. Đó, tâm sân. Tâm sân nó có là cái tâm quỷ diệt ở trong đó. Patikha là tâm quỷ diệt ở trong đó, tâm sân nó có tâm quỷ diệt. Tâm sân thọ ưu quỷ diệt, bao giờ nó cũng đi một cái kè kè đó, tâm sân thọ ưu quỷ diệt. Nên tâm sân nó buồn lắm. Nên người nào có tâm sân đó, quý vị, là người đó chứa chấp nỗi buồn ở trong tâm đó. Và họ có tâm quỷ diệt, có nghĩa là họ không muốn tồn tại cái gì hết. Ai mà cản trở họ, cái người mà gây cho họ sân, cái vật gì gây cho họ sân, là họ có tánh muốn, trong tâm họ nó muốn phá tan cái đó đi. Nên nó ác mới đọa địa ngục đó, là chỗ đó. Nên ở đây á quý vị nha, thủ hộ căn là chúng ta có dễ đi đến thiền lắm. Thủ hộ căn á là dễ đi đến thiền. Thủ hộ căn á quý vị là ít có gieo nghiệp ác, cái người thủ hộ căn á. Và người thủ hộ căn dễ chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác á quý vị là nó có quán tâm trên tâm. Mà thủ hộ căn á thì tâm mình nó khởi ít nên dễ quán, còn tâm khởi một nhùi sao quán. À, quý vị nhìn cái hai cái thôi chứ nhìn một đống sao nhìn. À, quý vị, nên cái người mà phóng vật á là tâm nó khởi liên tục, thiền quán không có nổi đâu. À, do đó ta tập trước thiền quán phần thô là trên thân, quán thân trên thân là tập trước thô. Quán nào cũng có công đức hết trơn á. Thậm chí á quý vị đi xúc miệng cũng có công đức nữa, nếu chúng ta nhận diện rõ mình đang xúc miệng. Nên những người mà chánh niệm thường xuyên liên tục á là người đó rất là cẩn thận trong chi tiết một, trong từng chi tiết nhỏ nhặt một, rất là cẩn thận. À, cái người mà thiền quán tâm nhiều chừng nào quý vị, là người đó hành động rất là có chọn lựa, chứ không phải nói mực thước từng lời. Tại vì họ đang quan sát nó, có nghĩa là họ sẽ kiểm soát được nó, họ sẽ làm chủ được nó. Quý vị làm thời gian đi, rồi bắt đầu á, khả năng tâm linh mình nó xuất hiện. Lúc mình thiền quán tuệ sanh khả năng tâm linh xuất hiện. Nên người quán vài năm thôi, bắt đầu á, quý vị, cái khả năng tâm linh, có nghĩa là trực giác, biết trước nhiều chuyện và biết nhiều chuyện đang xảy ra. À, nhìn ta là mình có thể đoán được nhiều thứ xung quanh cuộc đời của họ. À, và hoàn cảnh, nhưng người ta không nói thôi, nhưng thiền quán riết từ từ nó lại xuất hiện những cái đó. À, do đó mà thủ hộ căn là cái gốc ở ban đầu, căn với trần và thức. Thủ hộ căn có nghĩa là tu căn trần và thức. À, thủ hộ căn, à, tu căn trần, à, thức là cửa ngõ để tạo nghiệp. À, nên á, thủ hộ căn có nghĩa là hộ trì tâm. À, thủ hộ căn nghĩa là hộ trì tâm. Tại sao? Tại vì thân và tâm nó có một mối dây liên hệ, quan hệ hữu cơ giữa thân và tâm, có nghĩa là sắc pháp đối với tâm và tâm sở. À, quý vị muốn biết rõ điều này, quý vị sạch trên mạng internet á, à, coi cái vi diệu pháp căn bản thầy Thích Chí Huệ. À, chúng ta sạch lên á, sạch lên trang thì trang Thích Chí Huệ luôn á. À, post đó vi diệu pháp, quý vị coi vài chục bài, vài trăm bài vậy đó, từ từ. À, từ cái nhẹ đô lên cái nặng đô, và từ từ mình hiểu ra vi diệu pháp có nghĩa là gì. Pháp có nghĩa là tất cả. Pháp là gì? Pháp là tất cả. Tất cả là pháp. À, pháp không phải pháp chân đế, pháp tục đế. Coi gì pháp mới biết. Pháp tục đế là pháp gì ở thế gian quy định. Còn pháp chân đế là bản thể của tục đế. À, ví dụ như á, tục đế quy định đây là cô 2, cô 3, anh 7, anh 5. Nhưng mà chân đế á, đây là ngũ uẩn, đây là tứ đại. Là chân đế đó, ai cũng như ai. Đây là chân đế. Còn tục đế á, thì là quy ước, quy định của cái đó. Vì chân đế là bản thể của tục đế, đó là pháp đó. Như vậy pháp có mấy loại? À, pháp có bốn pháp.
Thứ nhất là tâm citta, thứ hai là tâm sở cetasika, thứ ba là sắc pháp rupa, thứ tư là niết bàn nibbana, bốn pháp đó quý vị. Như vậy thì A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp sẽ nói về bốn pháp này mà không nói về bất kỳ ai hết, không nói về bất kỳ ai là nói về bản thể của pháp, nên gọi là chân đế. A Tỳ Đàm sẽ nói về chân đế, có nghĩa là sự vận hành của tất cả các pháp trong vũ trụ như thế nào. Mình là một pháp của vũ trụ, nên mình đặt mình vào trong đó là xong. Như vậy đó. Nên ta coi từ từ. Thầy cố gắng giảng rất là gần gũi cho quý vị từ từ. Ngày xưa cái môn này á, A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp á, thường là quý thầy mới được học, không có dạy cư sĩ. Nhưng mà ngày nay á, do thế giới phẳng và cư sĩ có học giáo lý nhiều, và nên quý thầy cũng dạy cho cả cư sĩ đi học. Nhất là ở Sri Lanka với Myanmar đó, là hầu như cư sĩ nào cũng rất là giỏi về Vi Diệu Pháp. Ta học từ nhỏ đã học Vi Diệu Pháp, lớn lên ta học dài lên này. Giống hệt như cái cây Phật Pháp nha. Đây là cây Phật Pháp nè. Cái cây Phật Pháp, nhánh và lá, thân cây, nhánh lá là kinh. Nên đọc kinh biết hết, thân cây nhánh lá là kinh. Giới là gốc rễ, gốc rễ là giới. Còn cái lõi cây, cái ruột cây đó là Vi Diệu Pháp. Vi Diệu Pháp là cái ruột cây, cái lõi cây. Còn nhánh lá thân cây ngoài nhìn vô là kinh nói hết, kinh Phật á, mình nhìn vô là biết hết. Tất cả cây nhánh lá nhìn vô một cái là nó hết trơn cây rồi. Cái thân cây, cái nhánh, cái lá, bông hoa, đó là kinh. Nhưng mà cái gốc rễ phía dưới nè, quý vị chúng ta không nhìn thấy, đó là giới. Giới nó ăn sâu vào ở trong lòng đất là cái thiện, nó giới là cái thiện, là cú xá lá. Giới là cái thiện, nó ăn sâu trong lòng đất. Nhưng mà tuy là không thấy, nhưng mà nó quyết định cái cây này tồn vong. Đó là cái lỗi cây, cái ruột cây. Thì đó là Vi Diệu Pháp, là cây Phật Pháp. Hết giờ nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị có một cái giờ học tối nay, và chúc tất cả quý vị sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.